Thương chào các thính giả đáng yêu của chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon của One Way Radio. Rất vui được gặp lại các bạn nhỏ trong buổi tối ngày hôm nay. Ủa, Giọt Sương đâu rồi ta? Dạ, em nè. Anh Đom Đóm ơi. Ơi. Chắc là sẽ chẳng có gì buồn hơn khi là bị bạn phản bội mình, phải không anh? Phản bội hả? Hôm nay Giọt Sương học đâu ra từ mới phản bội vậy ta? Thì bạn hoàng hôn đó. Bạn không chơi với em nữa. Bạn chơi với nhóm của bạn bóng đêm rồi. Mà em thì không thích nhóm của bạn bóng đêm chút xíu nào. Như vậy không gọi là phản bội chứ là gì? Anh hiểu rồi. Thì tạm chấp nhận là phản bội vậy. Phản bội là phản bội. Chứ sao lại là tạm chấp nhận là phản bội được anh Đom Đóm này? Anh nói như vậy á là vì bạn hoàng hôn với Giọt Sương cũng đâu có chơi thân lắm đâu. Chỉ là hai người bạn bình thường thôi đúng không nè? Nên hoàng hôn muốn chơi thân với ai cũng được mà. Em muốn biết phản bội thực sự là như thế nào không? Dạ muốn. Anh sẽ kể cho Giọt Sương và các bạn nhỏ ở đây cùng nghe câu chuyện này luôn hen. Câu chuyện có tên là Bữa Tiệc Cuối Cùng. Vào ngày thứ nhất của lễ bánh không men, một môn đồ hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, chúng ta sẽ ăn lễ vượt qua tại đâu? Chúa đáp: Hãy vào trong thành phố, đến nhà một người kia và nói, Thầy muốn dọn lễ vượt qua ở nhà anh. Các môn đồ đi và làm y như vậy. Tối hôm đó, khi đang ăn, Chúa bảo: Trong các con, có một người sẽ phản ta. Nghe vậy, các môn đồ rất buồn rầu, từng người một lần lượt hỏi Chúa: Thưa Thầy, có phải con không? Chúa đáp: Người nào nhúng bánh cùng đĩa với ta, ấy là kẻ phản ta. Con người đi y theo lời Kinh Thánh đã chép, nhưng khốn cho kẻ phản Ngài, thà nó đừng sanh ra thì hơn. Giuđa, kẻ phản Ngài cũng hỏi: Thưa Thầy, có phải con không? Chúa đáp: Chính con đã nói ra điều đó. Sau khi Giuđa bỏ đi, Ngài lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho môn đồ, rồi bảo: Đây là thân thể ta, các con hãy nhận lấy và ăn. Ngài cũng cầm chén, tạ ơn, trao cho môn đồ và phán: Đây là huyết ta, huyết của giao ước mới đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Các con hãy uống đi, ta nói cùng các con, từ hôm nay ta sẽ không uống nước nho này nữa cho đến ngày ta sẽ cùng các con uống nước nho mới trong nước cha ta. Con sẽ không bỏ thầy. Trong bữa tiệc cuối cùng với môn đồ, Chúa Giêsu bảo họ: Đêm nay, tất cả các con đều sẽ vấp ngã, như lời Kinh Thánh đã chép. Ta sẽ đánh người chăn và chiên trong bầy sẽ tan tác. Nhưng sau khi ta sống lại, ta sẽ đến Galilê trước các con. Nói đoạn, Ngài quay sang Phi-e-rơ: Hỡi Si-môn, Si-môn, Sa-tan đòi thử thách con, nhưng ta đã cầu nguyện cho con để con không bị nao núng đức tin. Vậy, khi con đã ăn năn trở lại cùng ta, hãy gây dựng đức tin cho các anh em con được vững mạnh. Phi-e-rơ thưa: Thưa Chúa, cho dù tất cả sẽ vấp ngã thì con cũng không bao giờ bỏ thầy. Chúa Giêsu đáp: Này Phi-e-rơ, ta bảo cho con biết, chính đêm nay khi gà chưa gáy, con sẽ ba lần chối không biết ta. Nhưng Phi-e-rơ quả quyết: Thưa Thầy, cho dù có phải chết với Thầy thì con cũng chẳng bao giờ chối Thầy đâu. Tất cả các môn đồ đều quả quyết như Phi-e-rơ vậy. Đó, Giọt Sương thấy không? Giuđa là đại diện rõ ràng cho sự phản bội thâm hiểm nhất. Vẫn ở cạnh Chúa Giêsu, vẫn nhận lấy bánh, nước nho từ tay Chúa như mọi người và cũng cùng quả quyết rằng dù chết cũng không bỏ thầy đâu. Nhưng trong thâm tâm của ông thì như thế nào rồi? Dạ, ông đã lập mưu để bán Chúa cho các thầy tế lễ. Thật là một sự phản bội khiến mình rất đau lòng. Miệng thì nói vậy mà lòng thì khác. Đáng sợ thật. Đáng sợ không? Vậy mà nhiều khi mình vẫn phản bội Chúa y như Giuđa đó. Làm gì có, em không bao giờ bán Chúa đâu. Anh có nói em bán Chúa đâu. Anh chỉ nói nhiều khi mình cũng phản bội Chúa giống như Giuđa Iscariot thôi. Là sao? Em không hiểu. Là miệng mình nói yêu Chúa, đứng về phía Chúa, vâng lời Chúa, Chúa là nhất, rồi này kia nọ đủ điều hết,
Nhưng sau khi nghe Satan dụ dỗ: "Nè bạn ơi, tiền ba mẹ cho đừng dâng Chúa để dành lên trường mua đồ chơi với bạn bè sướng hơn", thì đã siêu lòng và làm theo rồi. Như vậy không phải phản bội Chúa là gì? Hen, có nhiều khi em cũng vậy đó. Vậy là em phản bội Chúa rồi, em không có muốn đâu. Vậy thì mỗi lần bị cám dỗ như vậy thì cầu nguyện xin Chúa cho mình đừng làm theo, rồi dứt khoát không làm thì không phản bội Chúa nữa. Vậy đó. Ok, em sẽ quyết tâm không phản bội Chúa lần nào nữa. Giọt xương quyết tâm như vậy rất là tốt. Còn các bạn nhỏ nhỉ, các bạn thì sao nè? Có quyết tâm sẽ không phản bội Chúa không? Hãy cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ mình nha. Phải đó, Giọt Sương và các bạn sẽ làm được nhờ Chúa giúp cho mình. Cũng đã hết giờ phải nói lời tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu rồi. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. Hẹn gặp các bạn vào tối mai lúc 21 giờ nha.